Vâng, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với kênh bán MacBook của em nhé. Thì hôm nay đây em đang về đây một mẫu MacBook Pro 2015 mọi người này. Một mẫu MacBook Pro 2015 bản RAM 8GB ạ. Ổ SSD 128 mọi người nhé. Rất là đẹp luôn này. Đó, nó chỉ có xước phẩy một chút thôi, nó chả đáng gì cả mọi người nhé. Tất cả chức năng hoàn toàn bình thường mọi người nhé. Màn đẹp mọi người nhé. Đây mọi người này. Với CPU của nó là 2.7GHz mọi người nhé. CPU là 2.7 ạ. Đó, một mẫu MacBook mà rất là đẹp, mỏng nhẹ, lại còn sang nữa mọi người nhé. Mỏng nhẹ thôi ạ, chỉ khoảng cỡ độ 1.5-1.6 cân thôi mọi người nhé. 1.56 cân ạ. Đấy. Đó, ai mà quan tâm đến mẫu MacBook này thì liên hệ ngay cho em qua số Zalo là 0982 nhé, 885801 ạ. Và mọi người cứ liên hệ cho em qua để em tư vấn cho mọi người ạ. Đây mọi người này, mặt trước mặt sau em quay rất là kỹ luôn này, từng ngón ốc mọi người nhá. Đây là số IMEI của nó này mọi người này. Đó, đây là số IMEI của nó mọi người nhá. Máy rất là đẹp luôn mọi người nhá. Máy có máy và kèm sạc mọi người nhá, kèm bộ sạc nữa. Đây mọi người nhìn này, bên trong này rất là đẹp luôn. Phím này dùng bình thường mọi người nhé, chưa có hiện tượng bóng do cô dùng quá nhiều đâu ạ. Máy này phím này vẫn dùng bình thường mọi người nhé. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Rồi em sẽ mở máy lên và test qua một số chức năng cho mọi người xem nhé. Đây mọi người nhé. Máy rất là mượt mà luôn mọi người ạ. Đây, giới thiệu về máy này. Đây em sẽ zoom gần đây. MacBook Pro 2015 nha mọi người nhé. Màn hình con này là màn hình Retina rồi mọi người nhé. Màn hình rất là đẹp luôn ạ. Màn hình Retina rồi ạ. 13.3 inch nhá. Sản xuất năm 2015 mọi người này. Bộ xử lý là 2.7GHz mọi người nhá. Rất là mạnh mẽ luôn. Bộ nhớ RAM là 8GB mọi người này. Số series của nó đây mọi người nhá. Đây ạ. Ổ lưu trữ là 128GB mọi người này. Đó, ổ lưu trữ là 128GB ạ. Nguồn điện của con này là vẫn còn gần 6.000 mọi người nhé. Mới sạc có hơn 300 lần ạ. Vẫn dùng thoải mái từ 4 đến 5 tiếng mọi người nhé. 5-6 tiếng ạ. Con này pin rất là khỏe luôn mọi người nhé. Em dùng thấy rất là trâu ạ. 5-6 tiếng là dùng bình thường mọi người nhé. Rồi đi qua phần cứng của máy rồi em sẽ đi qua test qua một số chức năng về màn hình của mọi người này. Test qua màn hình nhé mọi người nhé. Màu mọi người này, nhìn này, màu rất là đẹp luôn. Đều màu, không có chết điểm, không có ám ố đâu mọi người nhé. Rất là đẹp luôn ạ, không có ám ố, có chết điểm. Nên mọi người cứ yên tâm nhé. Đây màu trắng đây mọi người này, trắng tinh luôn. Cho độ sáng lên này. Đó. Trắng tinh luôn. Đen đây mọi người nha. Rồi em sẽ đi qua về vào trong YouTube check qua cho mọi người xem về loa của nó nhé mọi người nhé. Loa và hiển thị của nó đẹp như thế nào.
Rồi đây mọi người này. Rất là mượt luôn mọi người nhé. Lúc đầu tiên thì mạng nó hơi kém một chút mọi người nhé. Màn hình hiển thị rất là đẹp mọi người nhé. Đó, em đã đi tổng quan về con máy MacBook Pro 2015 bản là RAM 8GB của SSD 128 mọi người nhé. Thì máy rất là đẹp, có kẹp sạc mọi người nhé. Thì máy này là em đang bán cho mọi người với giá là 7.700.000 mọi người nhé, 7.700.000 ạ. Đấy, nếu mà ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982885801 ạ. Em có ghim ở bình luận và ở trong mô tả mọi người nhé, có ghim số điện thoại ở bình luận ở trong mô tả. Đấy, ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em ạ. Một máy MacBook Pro cho mọi người, con này có thể làm đồ họa được mọi người nhé, làm đồ họa thoải mái á. Bản Pro mà 128GB, bản RAM 8GB, hiển thị rất là đẹp luôn. Rồi em xin phép xuống video ở đây.